Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Áp thấp nhiệt đới Jenna hướng về Việt Nam có thể đạt cường độ bão nhiệt đới hôm nay. Theo báo Người Lao động, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, ngày 18 tháng 9 dự báo áp thấp nhiệt đới Jenna tiếp tục di chuyển theo hướng Tây. Trong bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 9, Pagasa cho hay áp thấp nhiệt đới Jenna hiện hoạt động bên ngoài khu vực trách nhiệm PAR của Philippines, nhưng vẫn cùng với bão Helene, tên quốc tế là Pulasan, tăng cường gió mùa Tây Nam, gây nên mưa lớn, gió giật mạnh ở nhiều khu vực. Một số vùng biển quanh Philippines vẫn động ở mức vừa phải nên Pagasa khuyến cáo người dân không nên ra khơi bằng tàu nhỏ. Khác với dự báo sáng 17 tháng 9 cho rằng Jenna sẽ chuyển hướng và di chuyển về phía nam Trung Quốc, bản tin mới của Pagasa dự báo nó sẽ di chuyển ổn định theo hướng Tây, băng qua Biển Đông và tiến về phía Việt Nam. Pagasa cũng cho rằng áp thấp này sẽ có cường độ hạn chế trong suốt thời gian được dự báo, tuy nhiên cũng có thể đạt đến cấp bão nhiệt đới trong hôm nay. Bão nhiệt đới trong thang bão Saffir-Simpson mà nước này sử dụng có sức gió tương đương cấp 8 đến cấp 11, theo thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam đang sử dụng. Trong khi đó, bão Pulasan vốn vừa đi vào PAR, hiện vẫn là bão nhiệt đới nằm ở phía đông đảo Luzon của Philippines. Pagasa dự báo cơn bão này sẽ di chuyển chủ yếu về phía Tây Tây Bắc trong toàn bộ thời gian dự báo và có thể thoát khỏi vùng PAR vào chiều hoặc tối ngày 18 tháng 9. Pulasan dự kiến vẫn sẽ ở xa đất liền của Philippines và có thể suy yếu dần khi đi qua biển Hoa Đông. Theo China Daily, phía Trung Quốc dự báo Pulasan sẽ đổ bộ tỉnh Chiết Giang của nước này vào sáng ngày 19 tháng 9. Trung Quốc cũng cho biết cơn bão này có sức gió tối đa là 65 km/h, tức tương đương cấp 8 theo thang Beaufort. Trước đó, Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi bão Pebinka. Từ sáng 17 đến sáng ngày 18 tháng 9, mưa xối xả vẫn đổ xuống các tỉnh Sơn Đông, Giang Tô, Hà Nam và An Huy. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, lở đất và ngập lụt đô thị được ban bố cho cư dân ở phía Bắc Hà Nam và An Huy từ hôm 17 tháng 9. Nước này cũng báo cáo 2 người tử vong do Pebinka cho đến nay, vốn gặp nạn khi cơn bão đi qua huyện Côn Sơn, tỉnh Giang Tô và kéo đổ một đường dây điện. Các hồ thủy điện lớn phía Bắc xả lũ thế nào trước nguy cơ bão số 4 vào Việt Nam? Ghi nhận từ báo Người Lao động, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, các hồ chứa thủy điện còn thực hiện xả điều tiết đến thời điểm 17 giờ ngày 17 tháng 9 gồm Thác Bà 2 cửa, Trung Sơn 3 cửa, Bản Vẽ 2 cửa. Ngày 17 tháng 9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, lưu lượng nước lớn đổ về các hồ thủy điện, các hồ chứa thủy điện ở phía Bắc hiện đã thực hiện mở các cửa xả để điều tiết theo điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố. Hiện tại, lưu lượng nước đổ về các hồ đã giảm dần. Từ 10 giờ sáng ngày 17 tháng 9, các hồ thủy điện Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chác, Hủy Quảng, Sơn La, Hòa Bình hiện đã đóng toàn bộ các cửa xả theo lệnh chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các hồ chứa thủy điện còn thực hiện xả điều tiết đến thời điểm 17 giờ ngày 17 tháng 9 gồm Thác Bà 2 cửa, Trung Sơn 3 cửa, Bản Vẽ 2 cửa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 16 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25-30 km/h. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với cơn bão số 4 cường độ cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 10-11. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, đến thời điểm hiện tại, 17 giờ ngày 17 tháng 9, khả năng bão di chuyển vào khu vực biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chiếm khoảng 70%. Khả năng thứ hai là bão di chuyển hẳn lên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và khả năng di chuyển xuống khu vực phía Nam Trung Bộ là có, nhưng xác suất thấp dưới 15%. Từ nay đến cuối năm, bão vào đất liền dự báo tăng, nguy cơ mưa lũ dồn dập. Ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ Online,
từ nay đến hết tháng 9 năm 2024, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới, bão áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng nhận định, về các hình thái thời tiết nguy hiểm trong những tháng cuối năm 2024 như vậy. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện cao hơn trung bình nhiều năm, 4 đến 5 cơn một năm. Con số bão đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, 1,9 cơn bão một năm. Tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Đối với tình hình mưa, ông Hưởng lưu ý mùa mưa ở Trung Bộ có khả năng bắt đầu từ khoảng giữa tháng 9 ở phía Bắc của miền Trung và cuối tháng 9 ở khu vực Trung Bộ, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lũ dồn dập ở Trung Bộ trong tháng 10 và tháng 11. Cùng với đó, không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 đến tháng 12 năm 2024. Trong đó, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm. Thông tin tổng lượng mưa và tình hình lũ tại các khu vực, ông Hưởng dự báo tổng lượng mưa ở Bắc Bộ trong tháng 10-11 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%. Tháng 12 phổ biến từ 20-40mm, thấp hơn 5-10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Trung Bộ, tháng 10-11 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 10-30%. Tháng 12, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-30mm. Riêng khu vực các tỉnh Nam Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến từ 50-100mm, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-10mm. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm, cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-15mm. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa phổ biến từ 250-500mm, có nơi cao hơn trung bình nhiều năm 30-60mm. Khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến từ 30-80mm, cao hơn trung bình nhiều năm 15-30mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa từ tháng 10-11 cao hơn 5-20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 12 tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 30-50mm. Riêng một số nơi ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến từ 50-80mm, có nơi cao hơn 10-30mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng 10 năm 2024, trên các sông Bắc Bộ khả năng xuất hiện các đợt lũ với mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở mức báo động 1, các sông nhỏ ở mức báo động 1, báo động 2. Từ tháng 10 đến tháng 12, dòng chảy trên các sông khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%. Hồ Tuyên Quang tại sông Gâm và Thác Bà tại sông Chảy cao hơn trung bình nhiều năm 30-70%. Riêng dòng chảy đến từ các hồ chứa lớn trên sông Đà thiếu hụt 5-10% so với trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Trung Bộ từ tháng 10 đến tháng 11, các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện 1 đến 2 đợt lũ nhỏ. Các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh xuất hiện 3 đến 4 đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ hạ lưu sông Mã còn dưới mức báo động 1, hạ lưu sông Cả, La ở mức báo động 1, báo động 2. Lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Thanh Hóa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 60 đến 160% trong tháng 9 đến tháng 11 và cao hơn 10% trong tháng 12. Hạ lưu các sông ở Nghệ An cao hơn 10 đến 40% trong tháng 11-12. Sông Ngàn Sâu cao hơn 40 đến 45% trong tháng 11-12. Khu vực Trung Trung Bộ, nửa cuối tháng 9, mực nước trên các sông khả năng có 1 đến 2 đợt lũ và dao động. Từ tháng 10 đến tháng 12, trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện 3 đến 5 đợt lũ. Trong đó, lũ lớn trên các sông tập trung chủ yếu từ tháng 10 đến tháng 11. Đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Đỉnh lũ 5 có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 10 đến tháng 12, lưu lượng dòng chảy trên các sông Quảng Bình đến Quảng Ngãi xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm 10-29%. Khu vực Nam Trung Bộ, trong tháng 10 đến tháng 12,
trên các sông khu vực xuất hiện 2 đến 4 đợt lũ. Đỉnh lũ các sông ở Bình Định, Khánh Hòa ở mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên mức báo động 3. Đỉnh lũ các sông chính Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận dao động ở mức báo động 2. Lượng dòng chảy trên các sông phổ biến ở mức xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 30 đến 50%. Riêng sông La Ngà, Nam Bình Thuận ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong nửa cuối tháng 9 đến tháng 11, trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 3 đến 5 đợt lũ. Đỉnh lũ lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Tổng lượng dòng chảy trên các sông phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Các sông ở Bắc Tây Nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm 15 đến 60%. Các sông ở Nam Tây Nguyên thấp hơn từ 3 đến 38%. Riêng sông Krông Anna, sông Ea Krông, sông Đắk Nông ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Mực nước sông Cửu Long lên dần, đạt đỉnh vào khoảng tháng 10 năm 2024 và dao động ở mức báo động 1. Đỉnh lũ tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3 xuất hiện vào tháng 10 đến tháng 12. Vùng ven biển khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 đến tháng 12, nguy cơ cao gây sạt lở bờ sông, bờ biển, ông Hưởng cho biết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.